Phanh xe là một bộ phận rất quan trọng của ô tô, có vai trò giảm tốc độ và dừng việc chuyển động của xe. Khi phanh xe hoạt động, một lực sẽ được tạo ra làm cho các bánh xe dừng lại, chống lại lực quán tính đang làm chiếc xe di chuyển. Lái xe có thể đang mắc phải 5 thói quen xấu dưới đây làm phanh xe nhanh hỏng mà không hề hay biết. Hãy dừng 5 thói quen này sớm nhất có thể nếu không muốn hệ thống phanh xe ô tô của bạn bị tàn phá một cách nhanh chóng. Hãy cùng tìm hiểu trong video dưới đây. Phanh xe có cấu tạo gồm 40 bộ phận với nhiều chi tiết được liên kết và hoạt động bổ trợ cho nhau. Theo đó, mỗi khi đạp phanh, lực sẽ được truyền từ bàn chân xuống cơ cấu phanh thông qua áp suất chất lỏng được dẫn đi qua hệ thống ống thủy lực. Hệ thống phanh đã sử dụng hai cơ cấu trợ lực là thủy lực và đòn bẩy để tăng cường lực phanh lên mức cần thiết cho việc dừng xe. Theo đó, lực phanh sẽ được truyền tới bánh xe dưới dạng lực ma sát. Đồng thời, bánh xe cũng sẽ truyền lực đó xuống tới mặt đường dưới dạng ma sát giúp xe dừng lại. Má phanh bên cạnh việc hao mòn thông thường có thể trở nên lỏng lẻo, nứt hoặc vỡ, và bộ phận que rotor có thể bị cong từ sức nóng cũng như áp lực liên tục từ việc phanh. Do đó, mỗi tài xế nên kiểm tra phanh thường xuyên và phải xem việc đó là một phần không thể thiếu trong việc bảo trì xe để đảm bảo an toàn khi di chuyển trên đường. Và có một số lý do gây ra hiện tượng phanh bị bó cứng khi đang lái xe như sau: hệ thống phanh quá nhiệt, sử dụng dầu phanh không chính xác, sai lệch thanh trợ lực phanh điện, calip rotor hoặc đĩa đệm phanh tăng chống bị hỏng, thành phần ABS bị lỗi, van điều chỉnh hoặc cơ cấu phanh đỗ, mòn các piston caliper hoặc xi lanh bánh xe phanh. Phải làm gì khi phanh bị bó cứng? Đây là tình huống đáng sợ nếu bạn đang lái xe vì sẽ không thể kiểm soát được tốc độ của xe đang chạy. Các xe có phanh ABS giúp các bánh xe không bị bó cứng khi phanh gấp, duy trì hiệu quả của thao tác lái trên vô lăng để tài xế có thể giảm tốc độ và tránh vật cản một cách an toàn. Tuy nhiên, nếu gặp trục trặc về kỹ thuật thì xe có phanh ABS vẫn bị khóa cứng. Nếu bạn đang di chuyển trên đường, chiếc xe bỗng dừng đột ngột và khiến lốp bi dê trên đường thì nhiều khả năng chiếc xe đã bị khóa cứng phanh. Đây là vấn đề phổ biến trước khi có hệ thống chống bó cứng phanh ABS ra đời. Và sau đây là một số thói quen xấu của người lái tàn phá hệ thống phanh. Đầu tiên là lạm dụng phanh. Một số lái xe có thói quen dẫm chân lên bàn đạp phanh liên tục, dẫn đến phanh xe luôn phải chịu một áp lực lớn nên rất nhanh hỏng. Khi lái xe, trừ những lúc khẩn cấp, bạn không nên lạm dụng phanh quá nhiều. Một số người khác thì lại phanh xe giật cục, không những gây hại cho hệ thống phanh mà còn làm tốn nhiên liệu và những hành khách trên xe dễ bị say xe. Bạn nên quan sát ra xa ít nhất là 30m. Nếu phát hiện chướng ngại vật thì nên giảm tốc độ từ từ bằng cách nới chân ga. Thứ hai, lái xe với tốc độ cao rồi phanh gấp. Đây là thói quen của rất nhiều lái xe, đơn giản là vì họ luôn trong tình trạng vội vã hay là vì muốn phong cách lái xe của mình trông thật ngầu. Phanh gấp khi lái xe với tốc độ cao là kẻ thù của phanh, việc này dẫn đến phanh xe nhanh bị hao mòn. Vì vậy, trước khi muốn dừng, hãy giảm tốc độ bằng cách nới lỏng chân ga để xe tự trôi, rồi chuyển từ từ sang phanh chân. Thứ ba, chở hàng quá tải. Nếu xe của bạn bị quá tải, phanh xe sẽ phải làm việc rất vất vả để làm giảm tốc độ của chiếc xe. Vì vậy, hãy đảm bảo rằng xe của bạn không phải chở những vật dụng không cần thiết làm quá tải xe. Thứ tư, không thay dầu phanh thường xuyên. Dầu phanh là chất lỏng rất quan trọng của hệ thống phanh ô tô. Dầu phanh có những tác dụng sau. Thứ nhất, đảm bảo lực truyền từ bàn đạp phanh đến các bộ phận của hệ thống phanh một cách chính xác và linh hoạt nhất, kể cả ở nhiệt độ cao, ẩm nóng. Thứ hai, đảm bảo sự bôi trơn tốt cho hệ thống phanh xe. Thứ ba, chống lại sự ăn mòn oxy hóa, bảo vệ hệ thống phanh xe. Thứ tư, nâng cao tuổi thọ xe và hệ thống phanh. Một số lái xe không có thói quen thay dầu phanh định kỳ. Dầu phanh lâu ngày không thay, bị ô nhiễm bởi độ ẩm hoặc bị lẫn nước sẽ làm khả năng hãm phanh bị cản trở và dẫn đến các hậu quả sau: hệ thống phanh xuống cấp, phanh xe ít được bôi trơn, khả năng truyền lực kém, dẫn đến phanh không ăn, tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm khi vận hành xe. Các chi tiết trong hệ thống phanh bị hỏng khi dầu phanh bị ẩm sẽ làm rỉ sét các chi tiết phanh. Vì vậy, các chủ xe nên thay dầu phanh mỗi 2 đến 3 năm hoặc 30.000 km. Ngoài ra, khi phát hiện các dấu hiệu sau: phanh kém ăn, dầu phanh có màu sắc lạ hoặc tụt xuống mức tối thiểu trong bình dầu, các chi tiết trong hệ thống phanh bị ăn mòn, bạn cũng nên cho xe đi kiểm tra và thay dầu phanh nếu cần thiết. Thứ năm, không bảo dưỡng phanh thường xuyên. Đừng lầm tưởng rằng thay dầu bôi trơn đã là bảo dưỡng phanh định kỳ. Phanh xe ô tô cần được bảo dưỡng đúng lịch để loại bỏ những mảng bám trên bề mặt tiếp xúc, phát hiện lỗi trên phanh, tránh nguy cơ má phanh bị kẹt, phanh không hoạt động theo đúng ý người lái. Và trên đây là 5 thói quen xấu tàn phá hệ thống phanh xe. Các lái xe nên từ bỏ các thói quen này càng sớm càng tốt trước khi các hậu quả đáng tiếc xảy ra. Hy vọng video này sẽ có ích với bạn. Đừng quên ấn like và subscribe kênh YouTube của hệ thống chăm sóc xe Vinco để theo dõi các video review xe, hướng dẫn chăm sóc và bảo dưỡng xe đúng cách tiêu chuẩn Nhật Bản. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tới.